và những ca khúc của
cho một cái không gian rộng lớn và dạt dào như vậy là nhờ có chị Tú chuyển soạn và phối khí dùng những thanh Tú. Một mình em thì không thể làm được như vậy, thì em dốt nhạc lắm. Thiệt á, em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã rất là thương em đến đây mua vé từ trước một tháng cho đến mua vé vào giờ chót nuôi sống em. Tình cảm của mọi người rất là thôi em cảm ơn. Em xin giới thiệu âm thanh chú Lâm, phòng tổ âm thanh và ánh sáng của phòng hòa nhạc Nhạc Viện ạ. Em rất biết ơn các cô chú các anh chị, em rất là biết ơn nhà trường, học viện, em biết ơn những người cấp phép cho bọn em được hát. Là việc được đúng cách được. Biết ơn văn nhạc các anh chị. Ở trong văn nhạc thì em là người kém nhất về phần nhạc. Em nói thật, những anh chị ở đây thì học rất là cực khổ, tối thiểu chắc cũng phải 15 năm một người. Mà em thì có học năm nào đâu. Có học nhưng mà em học dốt cho nên là không có học tới cùng được. Thế rồi em mò làm thôi. Rồi sau đó em may mắn được gặp những người như chị Tú, như các anh, các chị. Cho nên em mới được chơi như vậy. Em xin cảm ơn các anh chị. Hết rồi ạ.